Bà Cầu Cháu xin chào toàn thể các vị khán giả. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho Misu cách cho chim săn mồi ăn. À, đi có sự tham gia của Euro. Euro mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Misu mấy tuổi? 8 tuổi. Misu 8 tuổi, đâu? Cái tay, bao tay đâu? Đó, đầu sẽ bỏ thức ăn vào bao tay này. À, sau đó, đây. Đây là con chim. Bây giờ nó đang nhìn đó. À. À, bây giờ bà thức ăn lên nha, Misu ngồi xuống. Bao tay đâu Misu? À, để nó giữ yên nha, giữ yên vậy nha. Sau đó sẽ bỏ thức ăn lên. Đó, bỏ lên đây nha. Thôi mới vô để tay đó. Để tay đó. À để gì á. Ups. À Misu căng thẳng. Đừng có giật tay lại nha, nó bay nó đậu lên mà kệ nó. Rồi im luôn. Im. Im nha. Đừng có nhát nha, đừng có rung tay nha. Sợ quá. Nè, đừng có sợ, cố lên. Giờ cầu nhưng tùng. Mà trong gì con đâu có sợ. Hả? Trong gì con không có sợ. Ờ, em mới sợ đúng không? Mình da mình mới tiếp xúc với nó mà thấy nó sợ như vậy. Nè, can đảm lên. Con sợ thì con nhắm mắt lại. Đây, giờ bây giờ cầu tùng mà nó không có cắn. Nhắm mắt lại, nếu mà sợ nhắm mắt lại. Còn nếu mà mình là người can đảm thì mình mở mắt ra. Ok. Rồi. Giờ. Cố lên. Không. Kìa, nó đang đói bụng kìa. Giơ tay lên, nhắm mắt lại kêu nó bay tới. Đó. Nó nhìn kia thấy không? Đi. Thôi nè, để cậu Tùng phụ một tay, cậu Tùng để tay con lên. Nha. Con được thả lên. Ờ. Nhắm mắt lại cũng được, muốn thì nhìn nhìn nó đẹp không? Đừng có giật tay lại nha. Ok. Thấy chưa? Cái gì không? À, cái gì mà con ép gì vậy? Kệ kệ nó không sao. Sợ không? Đó, bình tĩnh, bình tĩnh nha. Đứng, đứng. À, chim chim, im, 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 aro, aro, đừng có động đậy. Im, đừng có nói. Nó đang quan sát mà. Trời ơi, đừng có nói. Nhỏ. Kệ kệ, im luôn. Aro. Ngồi im luôn, đừng có nói gì vậy. Đừng có nói gì hết á. Bây giờ nó mới ăn nè. Con sợ không? Sợ không? Con sợ không? Con đâu có sợ đâu. À, tí nữa nó tới lượt Euro nha. Nha. À, còn con chim kia đang chờ Euro kìa. Chờ xíu nữa. Con chim vậy nó chờ cho. Euro đừng có nói nữa. Im ru đi, để cho nó ăn. Im, đừng có chỉ nữa. Ngồi im, đừng. Bắt đầu nha. Không sao đâu. Con nó ăn coi. Nè. Gì? Con đâu thể đâu, con đang đỡ tay con á. Nè, mặt rất là căng thẳng, nhìn nó ăn nè. Có thể là nó bay về, nếu mà nó sợ mình á thì nó sẽ bay về chỗ của nó. Đã chưa, nó ăn thịt cho. Sao đâu? À, nó dễ thương á, nó hiền á. Bây giờ mình nhất thiết là mình không nói nữa nha, để cho nó ăn nè. Aro, Aro ngồi yên, đừng có động đậy. Đó, nó đang ăn kìa. Kìa, giờ nó ăn kìa, Aro nhìn thấy dễ thương không? Không sợ, quá sợ chưa? Aro, ngồi im luôn ấy, đừng có động đậy. Aro, ngồi đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống hết cái này rồi con đi vô, nè. À. Nó đang sợ mình á, nó chưa có ăn. Chừng xíu nữa. Đã, bây giờ nó ăn rồi. Ừ, thấy chưa? Nó ăn thấy chưa? Ừ. Cái gì mà trốn rồi? Chắc con chuột nó chết á. Má, nó đang ăn thấy không? Đừng có từ từ nó. Chờ nó ăn xong rồi rồi nó. Ở rồi. Chờ nó ăn xong rồi. Tại nó sợ rồi nó. Không sao đâu. Mình nó có túi không? Không, nó không có túi, nó thơm á. Mình nó có ị không? Cá, ăn xong nó mới ị. Có.
tôi có 8 con chim ở đây. Cá đó, mấy cái chai xịt xịt tắm rồi đó. Nó đang ăn kìa, Oro, đừng có rờ đó. Đừng có le, Oro. Trời ơi, sao nhiều không? Tại Oro nó leo quá, đừng có le. Nó nhọn nhọn quá cái chỗ thôi. Ừ, nó nhọn nhọn thôi. Bu mé, bu mé chó. Nó cầm nó bư theo, bay theo. Đã, thấy chưa? Oro dám không? À, bây giờ chim đang ăn kìa. À, thấy chưa? Giờ con kia nó có ăn được không? Tí nữa mình sẽ tới đó, mình cho con kia nó ăn. Không có đói bụng không? Xong rồi. Ừ, xong rồi, giờ con đi vô đúng không? Ừ. Không muốn xem con kia nó ăn nữa không? Không. Không hả? Giờ, giờ dẫn Oro vô nha. Dạ. Sao bây giờ Misu muốn cho ăn chim kia ăn không? Muốn. Không hả? Muốn, nhưng mà cậu phải cầm tay. Ờ, rồi, cậu tụi phải cầm tay con. Giờ đi tới nha. Còn nhanh lắm, bây giờ mình sẽ chờ cho nó ăn hết, xong mình mới tới con chim kia. Nha, tại vì mình tới nó sẽ bay. Ờ, nó đâu có đau gì đâu, đau cắn rồi đúng không? Cho Tùng huấn luyện nó nào, nó sẽ hết. Rồi, chờ xíu nha. À, bây giờ tới lượt cậu Tùng nè, thấy không? Chưa gì đâu sợ nhẹ nhàng dữ nha. Chưa con mẹ sợ không? Sợ không mi? Sợ không? Hết sợ chưa? Mẹ hả? Mẹ đang hỏi mẹ cái gì? Giờ tới phần cánh nè. Cái mỡ nó nhọn lên nó tước thịt này rất là dễ. Tu ngậm hết luôn kìa. Rớt không rớt không? Ô ô ô, chờ rớt rồi hả? Tuốt thịt ra hết luôn hay không? Sao giờ con còn sợ không? Không. Không sợ nữa không? Hết sợ chưa? Sao cảm giác của Misu như thế nào khi miệng chim nó đậu lên nó ăn? Sợ hả? Mình sẽ cái nhọn nhọn gì vậy? Nhọn hả? Nếu mà được cơ hội thử lần thứ hai nữa, Misu có thử không? Cá thử hả? Yeah! Rồi, chào các bạn ơi Misu, bye bye!